Xin chào bà con. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến bà con một sản phẩm rất hữu ích để bảo vệ mùa màng khỏi ốc bươu vàng. Đó chính là Armani 70W, thuốc đặc trị ốc bươu vàng rất hiệu quả. Ốc bươu vàng là loài gây hại nguy hiểm cho ruộng vườn của chúng ta. Chúng phá hoại cây trồng bằng cách ăn lá, thân và thậm chí cả rễ cây, gây thiệt hại nặng nề. Nhưng bà con đừng lo lắng. Armani 70W sẽ là giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Armani 70W là thuốc trừ sâu dạng bột, rất dễ hòa tan trong nước. Bà con chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì và phun trực tiếp lên cây trồng. Sản phẩm này không chỉ tiêu diệt ốc bươu vàng nhanh chóng mà còn an toàn cho cây trồng và môi trường. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng Armani 70W, bà con nhớ đeo găng tay và khẩu trang. Ngoài ra, nên tránh phun thuốc vào những ngày mưa để thuốc đạt hiệu quả tốt nhất. Cuối cùng, hãy bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát. Bà con có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Armani 70W bởi sản phẩm đã được kiểm định và chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Với Armani 70W, cây trồng sẽ được bảo vệ, khỏe mạnh và phát triển tốt. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và các sản phẩm bảo vệ cây trồng khác, bà con hãy truy cập zrplant.vn. Chúc bà con một mùa màng bội thu.